Triệu Lộ Tư bất ngờ được bình chọn có tạo hình đẹp nhất. Ngày 31 tháng 7, trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc, thông tin nữ diễn viên Triệu Lộ Tư được tạp chí Vogue Singapore bình chọn là một trong những sao nữ có tạo hình đẹp nhất tháng 7 gây chú ý. Theo Vogue, khi lĩnh vực làm đẹp ngày càng phát triển, phong cách của người nổi tiếng không chỉ được chú ý trong các sự kiện và thảm đỏ. Hiện nay, mạng xã hội cũng là nơi công chúng quan tâm đến phong cách của người nổi tiếng. Nhiều ngôi sao đăng tải nội dung hướng dẫn cách trang điểm, mẹo làm đẹp, nhận được sự hưởng ứng. Vogue đã chọn ra 11 sao nữ trên toàn cầu có tạo hình đẹp nhất tháng 7. Trong đó, Triệu Lộ Tư là ngôi sao Trung Quốc duy nhất góp mặt. Vogue nhận xét, Triệu Lộ Tư thường được biết đến với hình tượng cô gái nhà bên, chú trọng vào phong cách tự nhiên ngọt ngào. Nhưng nữ diễn viên đã có sự thay đổi lớn thời gian gần đây. Trong một tạo hình được Vogue bình chọn, Triệu Lộ Tư kẻ viền mắt dài đậm, cùng lông mi sẫm màu, kiểu tóc búi cao trông sang trọng và phù hợp với thảm đỏ. Được biết, đây là tạo hình Triệu Lộ Tư chuẩn bị cho bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập dành cho ngày lễ thất tịch sắp tới của thương hiệu cao cấp Lagari. Ngôi sao sinh năm 1998 đang gây chú ý trong thời gian qua. Khi quay bộ phim truyền hình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm này. Khi nhân vật Hứa Nghiên do cô đảm nhận được đầu tư khủng về tạo hình, nữ diễn viên đã tự mình trang điểm, phối phụ kiện cho trang phục. Cô cũng được diện các thiết kế bắt mắt, với nhiều phong cách khác nhau. Trong tạo hình mới nhất, nữ diễn viên gây bất ngờ khi diện váy cưới được thiết kế riêng bởi Ivan Dong Kucher. Ở một tạo hình khác, Triệu Lộ Tư đeo chiếc túi xách cao cấp thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của nhà mốt Versace. Triệu Lộ Tư cũng là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới sử dụng sản phẩm này. Nhan sắc của Dương Tử bị dìm khi đứng trước nữ phụ. Mới đây, bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa của Dương Tử và Lý Hiện đã chính thức đóng máy sau nửa năm ghi hình. Ngoài video ghi lại một số cảnh nổi bật, đoàn phim cũng hé lộ loạt ảnh tạo hình của các diễn viên chính như Lý Hiện, Dương Tử, Trương Nhã Khâm. Trong ảnh, Dương Tử gây chú ý bởi tạo hình thời đường xinh đẹp nổi bật vào vai mỹ nhân bậc nhất thiên hạ. Nữ diễn viên được ưu ái diện cổ phục sặc sỡ, cùng nhiều phụ kiện lộng lẫy. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nữ phụ Trương Nhã Khâm có nét đẹp hài hòa, lấn át Dương Tử. Theo đó, trong loạt ảnh tạo hình do Trương Nhã Khâm đăng tải trên Weibo, dù chỉ mặc trang phục nhạt màu, trang điểm đơn giản và không cài phụ kiện tóc, nhưng Trương Nhã Khâm vẫn toát ra sự trang nhã dịu dàng. Vẻ đẹp của nữ diễn viên được so sánh với các mỹ nhân vẽ trong tranh cổ Trung Quốc, tạo cho người xem cảm giác dễ chịu. Trương Nhã Khâm sinh năm 1996, là diễn viên, người mẫu, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cô từng được Dương Mịch hết lòng nâng đỡ và góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phù Giao Hoàng Hậu, Thiên Cổ Quyết Trần. Tuy nhiên, tên tuổi Trương Nhã Khâm chỉ thực sự được khán giả quan tâm sau khi đóng nữ chính trong bộ phim chiếu mạng cổ Tương Tư Khúc. Trang Quy Quy gọi nữ diễn viên là Tiểu Lâm Thanh Hà, nhờ nhan sắc đậm chất cổ điển, giống các mỹ nhân hoa ngữ của thế kỷ trước. Nhờ kinh nghiệm 10 năm học múa, Trương Nhã Khâm có thể hoàn thành khá tốt những vai diễn cổ trang đặc thù được giao, trong khi dàn sao trẻ nhận nhiều chỉ trích vì kinh nghiệm ít ỏi, liên tục dùng thế thân. Trương Nhã Khâm được nhiều đạo diễn nổi tiếng để mắt và lựa chọn. Mặt khác, Dương Tử không ngừng chứng minh độ nổi tiếng bằng loạt phim truyền hình hiện đại lẫn cổ trang liên tục ra mắt những năm qua. Mới đây nhất, nữ diễn viên trở lại với vai chính Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư 2. Tuy nhiên, bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi khán giả cho rằng phim đi khá xa so với nguyên tác, không giữ được sức hút như phần 1. Sau thất bại khá bất ngờ ở tác phẩm lần này, khán giả hy vọng sớm thấy Dương Tử trở lại thật hoành tráng trong phim mới là Quốc Sắc Phương Hoa. Quốc Sắc Phương Hoa có nội dung về cuộc đời của Hà Duy Phương, quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì lợi ích. Nàng vốn là con gái của một thương gia, nên quyết định tự mình kinh doanh mưu sinh, dựa vào tài năng trồng mẫu đơn hiếm có. Hà Duy Phương dẫn dắt chị em cùng lập nghiệp, tạo nên thương hiệu hoa Tưởng Dung. Nhờ tài năng của mình, nàng có thể chuộc lại cơ nghiệp tổ tiên Phương Viên, thu nhận thêm những người phụ nữ có số phận lận đận lạc lối, truyền thụ tay nghề và giúp bọn họ ổn định cuộc sống, biến Phương Viên thành phồn hoa nữ nhi quốc. Bên cạnh đó, Hà Duy Phương còn giúp đỡ Tưởng Trường Dương chống lại âm mưu của Hoàng Tử Ninh, góp phần bảo vệ nhân dân và đất nước. Được biết, đây là lần thứ hai Dương Tử và Lý Hiện đóng cặp với nhau sau thành công của phim Cá Mực Hầm Mật. Do đó, nhiều khán giả háo hức được gặp lại cặp đôi dễ thương này. Lưu Diệc Phi là sao nữ duy nhất có toàn bộ phim đóng chính đạt đu ban trên 7. Những năm qua, số lượng phim truyền hình mà Lưu Diệc Phi tham gia không nhiều, nhưng đều được đánh giá cao về chất lượng. Điều đặc biệt nhất là toàn bộ những dự án đóng chính của thần tiên tỷ tỷ trên màn ảnh nhỏ đều đạt điểm số trên 7.
và cũng chưa có sao nữ nào đạt được thành tích này. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, 9.1 điểm. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 là bộ phim tiên hiệp kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ, lên sóng cách đây gần 20 năm, tuy tạo hình và kỹ xảo không quá mãn nhãn, nhưng kịch bản cùng diễn xuất của các diễn viên đều được đánh giá cao, Lưu Diệc Phi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, với hình ảnh nàng Triệu Linh Nhi xinh đẹp hiểu chuyện, nhưng kết cục bi thảm, mà diễn xuất tự nhiên của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Thần Điêu Đại Hiệp, 7.8 điểm. Tuy không được xếp vào hàng kinh điển như hai phiên bản trước đó của TVB, nhưng Thần Điêu Đại Hiệp do Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đóng chính, cũng được khán giả khen ngợi. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi không thật sự xuất sắc, nhưng cô rất phù hợp với hình tượng tiểu long nữ trong nguyên tác, vừa xinh đẹp thoát tục, lại vừa có vẻ lạnh lùng xa cách. Đã qua 18 năm, nhưng tiểu long nữ của Lưu Diệc Phi vẫn khiến khán giả nhớ mãi. Mộng Hoa Lục, 7.9 điểm. Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng. Sau khi lên sóng, bộ phim đã gặt hái được thành công vang dội, tiếp tục khẳng định được vị thế của người đẹp 8X này trên màn ảnh Hoa ngữ. Những khán giả đã xem Mộng Hoa Lục đều cảm thấy ấn tượng với nữ chính Triệu Phán Nhi và cho rằng Lưu Diệc Phi vẫn phù hợp nhất với phim truyền hình. Vì lẽ này, cô đã tập trung cho màn ảnh nhỏ suốt mấy năm qua. Đi Đến Nơi Có Gió, 8.7 điểm. Đi Đến Nơi Có Gió có kịch bản rất khác biệt và không ai nghĩ Lưu Diệc Phi sẽ nhận bộ phim này, nhưng không thể phủ nhận, câu chuyện chữa lành và nhẹ nhàng mà Đi Đến Nơi Có Gió mang lại đã gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm ngoái. Lưu Diệc Phi tỏa sáng với vai cô gái Hứa Hồng Đậu, bỏ phố lớn vùng hoa nhộn nhịp để trở về sống ở vùng quê yên bình, khiến nhiều khán giả xem xong cũng muốn học theo nhân vật này, về quê trồng rau nuôi gà. Câu Chuyện Hoa Hồng, 7.4 điểm. Thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng đã giúp Lưu Diệc Phi lập kỷ lục 3 năm liên tiếp có phim hot trên màn ảnh nhỏ. Câu Chuyện Hoa Hồng khắc họa những thăng trầm trong cuộc đời của Hoàng Diệc Mai, đã khiến khán giả mất ăn mất ngủ theo dõi từng tập, hình ảnh viral của Lưu Diệc Phi, những câu chuyện thú vị của Hoàng Diệc Mai, thật sự đã để lại dấu ấn sâu đậm, đến mức phim đã chiếu xong, nhưng khán giả vẫn còn nhắc đến rất nhiều. Màn ảnh Hoa ngữ có cặp đôi ngôn tình bùng nổ vi dùa, nhưng sao đám cưới lại bất ổn thế này? Mới đây, bộ phim Ngôn Tình Đào Hoa Ánh Giang Sơn đã phát hành poster cùng video mới về cặp đôi nhân vật chính Thẩm Tại Giả và Khương Đào Hoa do Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa thủ vai. Trong đoạn video, cặp đôi mặc trang phục tân lang tân nương, tuy nhiên, dường như họ lại có một đám cưới bất ổn, khi mà không biết vì lý do gì, Thẩm Tại Giả đã bóp cổ Khương Đào Hoa. Trước đó, hình ảnh của Mạnh Tử Nghĩa trên phim trường được leak ra trên mạng xã hội, khán giả đánh giá cao nhan sắc và tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa, khẳng định cô có gương mặt rất phù hợp để đóng phim cổ trang. Cho những ai chưa biết, Đào Hoa Ánh Giang Sơn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Bạch Lộc Thành Song. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Khương Đào Hoa, một cô gái xinh đẹp nhưng vận mệnh trắc trở, và Thẩm Tại Giả, vị tể tướng lòng đầy toan tính, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Màn kết hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Lưu Học Nghĩa trong Đào Hoa Ánh Giang Sơn thực sự rất đáng mong chờ, bởi lẽ họ không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng, rất hợp để đóng phim cổ trang, mà còn có diễn xuất tốt trong dàn diễn viên không thuộc phái thực lực. Bộ phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn do Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính hiện đang quay, dự kiến chiếu trên nền tảng Tencent Video. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.